nhà. Hôm nay là ngày Father Day thì gia đình mình là đi chợ đi các nhà ơi. Mới đi chợ. Bánh trái, cốt, những cốt gì để dự trữ thôi. Bây giờ đây là một con ốc gì đây. Chợ này thì đã quay mấy lần rồi. Hôm nay ta đi rất là đông nha. Có rau, có thịt, rau, trái cây, thịt, cá lên kia. Cái đó là năm lắm. Cái chợ này thì cái chỗ đậu xe nó rất là rộng. Sao mà đậu? Đi ra xe thôi. Rất là lạnh nha. Hôm nay chắc hộp của hổm thì nhiệt độ là nó khoảng chưa khoảng 27-28 độ, 2 tiếng chứ không mình lấy vậy. 20kg không? 20kg đó, 10kg. Tại vì 20 bao, 21 bao. Mình đi lấy xôi nữa, mình sẽ đặt xôi. Rau của chị này đó cũng là người Việt Nam làm rất là ngon. Mình đi lấy xôi thôi. Bây giờ đã đến chỗ chị lấy xôi, chị này bán xôi cực kỳ ngon nha. Đây là mâm xôi của chị này. Dạ em là em chào em dâu. Lấy ở về con biết kia đấy, lấy sáng này nó lấy mấy cái lấy trước, chị cứ đựng hết của nó. Cái nhà nhỏ có mỗi năm chỗ thôi. Hai mâm xôi. Rồi bây giờ đi về thôi. Đó quá, chỗ cái đường này đẹp nè. Bây giờ xong trăm nè, nước mắm như thế này. Đây, chua với ốc nè. Mình mới hấp phân nửa xong rồi hấp tiếp. Còn bên kia, cái nồi em không đủ. Cua quá thì trời cho chia rồi nhé. Bữa nay là nhập mặt luôn. Đây là món gừng đây. Để ăn với ốc. Đây đầu bếp bánh xèo đó qua. Đây khâu trộn bột nha. Thử xem. Để đặt một cái bằng. Đâu. Ba bánh hả? Bánh xôi đi. Bánh xèo hai cho mọi người rồi, món chút cho mọi người. Hai xe đâu? Giờ họ đi tắm rồi. Lỡ quay hết luôn ha. Hết luôn đi. Quay đi, hồi đó hết đổ bỏ. Quay hết thằng mọi người ha. Ba bánh xèo, sao đúng không? Xe đầu tiên quá ngon. Con khoai thẩu với xe đồ đó nha, xe đồ chấm ông nội cái đó bánh xèo á. Dính vậy mới ngon á. Dính nó để. Nó để xe đồ ăn á. Đây đổ cho tới chiều.
đi. Rồi bọn con nướng gà. Bây giờ lay rai từ từ trước. Giỡn chẳng không đi thôi, chứ đi chứ lại cũng đi. Cái đó nướng phải 1 tiếng nữa không? Bây giờ anh móng thêm cho nó khoảng 10 phút nữa. Còn thùng sầu riêng nữa. Hoàng ăn sẽ chắc là sầu riêng. Ăn nguyên rít luôn hả? Ừ. Muốn ăn ăn, nhưng mà em không ăn rít à. Thì thôi, nhưng mà ăn rít mới ngon. Mà có cái gì chưa ngon mà cái đít. Ngon chưa? Nó mềm ha. Nó mềm mềm mèo à. Đây là những anh trai của nhà. Daddy, những daddy. Rồi daddy lớn, daddy. Rồi xây nước rồi. Còn daddy lớn là hôm nay bị bệnh rồi. Bữa nay mà em nào thôi ra daddy đã trước bệnh rồi. Năm nay nữa đồ không thương. Ngon. Này đã lâm ướt. Hết sảy luôn. Sao bây giờ Hoàng muốn thịt bò phải không? Hết sảy con mà bảy. Muốn cho Hoàng sang nó được luôn. Ủa hả mấy nhà thầy chùa có cánh gà rồi như là quánh thì ủa thì xe thôi. Xe ông Hoàng xe đời 98. Xe ông Hoàng 2 cái nó còn chạy ầm ầm kìa. Thôi Lê rai đó. Ba rồi biết rồi. Ủa đâu còn ăn nữa không? Còn này nó mùng mình làm cho mình một bì da mấy này cái gì? Chị cho mấy không ngán á. Ờ. Không. Hấp dẫn ha. Rồi mọi người ăn đi. Mới bữa rồi. Đấy rồi. Không có nghe em nói mà. Nghe nói. Vậy nó mấy ngày nó cũng quá. Để đâu trong xe hả? Thôi trong tủ lạnh để trong hãng á. Tủ mát nó không sao đâu. Đúng bữa rồi. Bữa rồi. Cho nhà ông Chí một bọc rồi nhiều lắm. Vậy là còn thiếu nhà. Vô địa chỉ đúng rồi, vô lá thịt đúng rồi, nhưng mà quẹo ngay chỗ cái thớp sai không có quẹo ở đây, chạy thẳng luôn á, chạy thẳng mấy ủa cái đường này thấy lạ vậy. Chạy thẳng là chạy sao? Là giống như mày quẹo vô cái bùng binh là chạy có cái tới cái thớp sai mày quẹo vô, mày quẹo phải mà mới chạy vô đường. Phải. Vô á. Quẹo cái bùng binh mình chạy cái đường bên đây cũng được nữa. No, nhưng mà vô tới mà đường bên đây vô. Vô cái bùng binh bỏ cái thứ nhất. Cái đi về đây luôn á, anh đi ngay cả cái chỗ CVS này nè. Quẹo đường nào đi nữa chứ. Đâu. Đi cũng được nữa nhưng mà cái đường bên kia nó dằn lắm vậy. Nãy số hai cái con đi làm mày. Giỏi không? Ông nói anh đi ra anh hả? Ờ, Phượng nó bị hay em cũng mệt. Má chưa? Ờ. Hay vô. Hai đi, hai xe rồi. Ủa, hồi ba mình cũng sẵn hai. Đây, đi sang khui sầu riêng. Durian lắm không? Durian Thái. Có cái trái chỗ. Wow, trời ơi, cho muốn trái. Còn nóng đá không biết còn khui được không đó. Ngon mà. Muốn đeo bao tay khui không? Không cái này, thấy cái này không? Bấm vô bấm stop không? Thấy còn nóng đá. Rồi bấm này hả? Ờ bấm đó, ờ vậy. Thơm ngon mà. Nhưng mà ý là nó còn nóng đá, sao khui cứng. Sợ nó cứng quá ăn được, chứ khui được. Dạ lấy nước lạnh xả là nó ra hà. Cái sầu riêng không có sao hết trơn á. Ờ, vậy xả đi. Lấy nước ấm là xả ra. Tự nhiên nồng nóng đá vậy. Thấy nó phải xả nước nóng rồi. Trong cái nhà nước nó nóng lắm vậy hết. Tài ngon bánh gì vậy? Cái nó cũng hay ha. Ăn cua. Thường như bên đây thì ra số là đông đá. Còn cứng, còn đông đá, sao xả nước nóng vô.
sớm sớm nó đi trễ không? Đi nào. Ủa, ai đảo rồi. Dạ, nhìn nó vậy. Anh. Để đi, em về. Nằm ở giữa mà. Được không? Khán giả. Anh đưa cái mặt ra hồi nó muốn vô cái mặt á. Xong. Rồi đó, được rồi đó. Thấy là dễ vui lắm, chị còn vui được. Đeo bao tay vô xe, nó đâm ra. Đeo bao tay vô đi cưng. Quay đây này. Mặt ở giữa, lắp khách đi. Để nãy giờ mấy tiếng đồng hồ mình nó không tan luôn ha. Ủa, này mày để chứ một ngày không biết nó tan. Ủa, nhưng mà người ta bán người ta để ngoài. Bán người ta để trong đống đá mà. Ồ, vậy hả? Ồ. Mày cũng đeo bên đây cái bao tay nữa. Sao cái này cầm cái dao anh chết, hỏi hoàng khui chết thời gian này chảy máu luôn mà. Sao bên đây sao cầm cái dao? Chứ cô nói nó người không nổi rồi đây sức mình nó lòng đá quá. Mẹ, cắm cái dao cũng vô nữa ha. Ai khui thời gian mà cái khổ cái như cục đá, tại vì nó đông đá mà. Này lụm cục này đi. Hả? Chị thật. Đâu em ăn thử. Nào, thử đi. Em thấy là nó làm như nó còn sống ha, nó chưa chín. Trời, con dao bé bé đó, chứ còn dao đó em này cái là mặt mình. Nhỏ thì chị em cái mắm nước mắm ở trên này hát xe đâu đến trước 20 phút. Rosé hả? Hai xe đâu? Thủ tục. Ba chắc vô phòng. Phòng hái rau. Bà hái rau. Cái này của ai? Cái này của ai? Cái này của ai? Phai là chỉ có 1 xe 65 thôi. Cao xì nữa thôi. Thôi mà cũng cao biết không. Không, thì cao. Cao. Dốc 4 luôn à. 1, 2, 3 đâu. Chứ ai ta. Bắt quay thì cứ đi thôi. Coi con trai thôi. Mấy ông con trước đi. Thứ 7 thì tới lại nhà em. Mình nên che cái. Không chưa. Hả? Cái gì em? Nói ngoài cho bình nói lúc nào. Happy Friday. Em mời gia đình mình thứ bảy thì tới lại nhà em chơi. Coi như con thay mặt cho ca cái chúc chúc ăn chơi. Cái này bà mỗi tháng mỗi có ấm cái bà ha. Mạnh khỏe bình an. Sống lâu trăm tuổi. Nha, vậy thôi, mẹ ở bên an. Sao mà tới chị mới đẹp hết. Hết quá. Che miếng bạc lên này. Trời ơi, cười. Ngày trước. Ba ngày sau ba gọi nó đi làm. Nè, anh Long nhìn. Oh yeah.